Báo giá xe tải cũ chất lượng Thaco lên 700C thùng kín. Và xin chào tất cả quý bạn và tôi hướng dẫn ô tô nha. Và hôm nay sẽ báo giá cho các bác một em Thaco lên 700C thùng kín từ 2015. Em này xe rất đẹp này, sơn zin 100% các bác nhá. Cabin này. Hôm nay bác nào thiện chí thì có thể alo cho em số điện thoại bên em trên màn hình nhá. Báo giá các bác là đang có giá là 350 triệu nha. Giá có thương lượng và lọc lá tại salon Giản Ô Tô. Em này thì với chiều dài thùng là 5m8 nha. Cho bác nào chưa biết thì 700C là 5m8. Đây. Cả nội thất bên trong này. Ghế kia là bọc rất là đẹp nha. Rất sạch sẽ. Phần cabin bên trong này, phần tắp lô này. Bạn nào thiện chí thì có thể alo cho em nha. Em này xe rất đẹp, cam kết không lỗi, khám dài. Sàn sóng này rất phẳng và đẹp các anh nha, và không có mối mọt. À, thiện chí thì alo cho em. Về loại 700C này thì kém hơn 700B về chiều dài thùng thì một ít nhá. Loại này rất là thông dụng, chạy rất là khỏe. Sàn xước bên trong mà sàn rất là đẹp, chưa có sàn này, mà sàn giữ được 2015 và vẫn lớp sơn rất là tốt nha. Hai bên thành thì rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Em này mua về là các bác chỉ cần lăn bánh thôi. 98 Bắc Giang. Lốp lắp này. Lốp em này thì còn khoảng tương đối các bác nhá. Lốp còn tương đối. Đây, xa xin. Lốp này. Tải trọng là 7 tấn thôi nha. Thaco lên 700C là 2015. Chiều dài thùng là 5m8. Xe đẹp, cam kết không lỗi cho các bác. Khám dài đến tháng 1 năm 2022. Cái này đang có giá là 350 triệu và giá có thương lượng nha. Bác nào thiện chí thì có thể alo cho em. Tham khảo em này. Giá thành rẻ so với những dòng Hyundai mà lại có tải trọng, có chiều dài thùng. Rất là nhiều bác quan tâm em này. Bác nào đang tìm thùng kín thì có thể điện cho em. Và hiện đây thì nhà em cũng thu mua những sản phẩm xe tải cũ chất lượng nha. Các bác hết nhu cầu sử dụng thì có thể alo cho em, sẽ thu mua với giá cao. Đấy, bác nào mà thấy em này nó đẹp, đang tìm kiếm em này thì có thể alo cho em nhá. Nếu thấy hay để lại một like và nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng cái chuông để tiện theo dõi những sản phẩm xe tải cũ chất lượng của salon Giản Ô Tô các bác nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.